Xin chào quý vị và các bạn. Trên điều hòa Inverter một chiều cao cấp của thương hiệu Casper có một chức năng rất hay, đó là chức năng Sleep. Chức năng này gồm 4 chế độ khác nhau, bao gồm Sleep 1 có biểu tượng hình trăng khuyết 1 sao, Sleep 2 2 sao, Sleep 3 và Sleep 4. Thông thường vào mùa hè, bạn đi ngủ vào lúc 10 giờ tối và bật điều hòa Inverter nhiệt độ khoảng 24-26 độ. Đối với điều hòa Inverter thì bạn phải bật 24-26 độ thì mới cảm thấy mát, nó không như điều hòa thường. Nhưng tuy nhiên, khi cơ thể bạn chìm vào giấc ngủ thì cơ thể nó ngừng hoạt động và ở trạng thái standby, thân nhiệt sẽ giảm. Cho nên là nếu bạn đi ngủ bật 24 độ C thì đến khoảng 12 giờ đêm hoặc vài giờ sáng bạn sẽ cảm thấy hơi lạnh. Tôi xin minh họa 4 chế độ ngủ Sleep của điều hòa Casper trên giấy để các bạn dễ hình dung. Giả sử các bạn đi ngủ vào lúc 10 giờ tối, bật chế độ Sleep 1 cài đặt nhiệt độ là 24 độ C. Sau 2 giờ đầu tiên, tức là đến 12 giờ, nhiệt độ sẽ tăng dần lên 26 độ C và duy trì mức nhiệt độ 26 độ C này cho đến khi bạn tắt máy. Ở chế độ Sleep 2, giả sử bạn cũng đi ngủ vào lúc 10 giờ đêm, bật 24 độ C. Trong 2 giờ đầu tiên, điều hòa sẽ tự động tăng thêm 2 độ C lên 26 độ C, duy trì nhiệt độ này trong 4 giờ tiếp theo. Và đến 4 giờ sáng, nhiệt độ tiếp tục giảm xuống 25 độ C vào lúc 5 giờ và tiếp tục giảm thêm 1 độ C sau 1 tiếng nữa vào lúc 6 giờ sáng là 24 độ C và duy trì mức nhiệt độ 24 độ C này cho đến khi tắt máy. Ở chế độ Sleep 3, giả sử bạn cũng đi ngủ vào lúc 10 giờ đêm, cài đặt 24 độ C, khởi động chương trình Sleep 3. Trong 1 tiếng đầu tiên, điều hòa sẽ tự động tăng 1 độ C lên 25 độ. Trong 2 giờ tiếp theo, điều hòa tự động tăng tiếp 2 độ C nữa lên 27 độ C và giảm dần xuống 25 độ C trong 3 giờ tiếp theo, tức là đến 4 giờ sáng nhiệt độ sẽ về 25 độ C và tiếp tục giảm thêm 1 độ C nữa trong 1 tiếng tiếp theo nữa, đến 5 giờ sáng nhiệt độ còn 24 độ C và duy trì 24 độ C này cho đến khi tắt máy. Còn ở chế độ Sleep 4, bạn cài đặt 24 độ C và bật chương trình chế độ Sleep 4 thì nhiệt độ sẽ vẫn duy trì 24 độ C. Điều hòa vẫn duy trì 24 độ C, chỉ giảm dần tốc độ gió về mức yên tĩnh nhất để giúp cho giấc ngủ của bạn trở nên yên tĩnh hơn. Đó là 4 chế độ ngủ Sleep của điều hòa cao cấp Casper. Thương hiệu điều hòa Casper tới từ Thái Lan, kim chỉ nam trong mọi hành động của họ, slogan Your Comfort, Our Mission. Họ rất trân trọng cảm xúc và luôn muốn mang đến cái sự thoải mái nhất cho người tiêu dùng. Và tính năng Sleep này là một hành động cụ thể mà họ đưa vào sản phẩm điều hòa không khí. Để được tư vấn mua sắm cũng như hợp tác kinh doanh phát triển điều hòa thương hiệu Casper, mời bạn liên hệ kỹ sư điện máy. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.